Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay của Mạnh Vlog 1 thứ 7 ngày 9 tháng 7 năm 2022. Hôm nay gồm có 4 đài: đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhớ cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.